Chào quý vị, hôm nay chiên cánh gà ăn. Cách này thì đơn giản, cái bột chiên rất là ngon. Đây là bột cánh gà, nó 10 sao rồi, mình ăn gần hết rồi. Bao nhiêu đây ạ? Này chiên phân nửa thôi. Bây giờ nó lấy từ cái đông đông đá ra. Cái mình thứ nhất là mình lấy cái thau nước. Thau nước này là lấy nước ấm từ trong cái sinh á. Mình khỏi cần để tan đá. Cho khoảng một miếng chấm vô, đừng nhiều quá, chừng được một chút thôi. Rồi thì mình cho muối vô, quậy cho nó tan. Nếm nó hơi chua chua rồi, được rồi, nó cũng không nhiều lắm. Chua chua mặn mặn. Cho cánh gà vô ngâm đây khoảng 15 phút để cho nó sạch, nó có gì dơ, nó sạch đó. Nó ra xong rồi mình rửa lại nước lạnh. Mình bỏ mình chiên 5 7 9 thôi chắc chiên khó lắm. 12 thôi chắc đây chiên hết luôn. Tầm lòng mình thì khoảng 2 lòng trái cánh gà. Ngâm đây khoảng 15 phút nữa mình vô mình rửa lại nước lạnh. Cho nó tan bớt đá luôn. Mình dùng bột này nè, Gourmet Cell Rising World. Muỗng ăn súp á, một muỗng cay, hai muỗng, ba muỗng. Dằn từng lần rồi cho nên trộn sơ trước. Rồi để khoảng nửa tiếng hay một tiếng để cho nó bột nó nở ra trước khi mình chiên, một tiếng. Còn mấy thường thường mình làm chắc tối xong mình để qua tủ lạnh rồi mai mình lấy ra mình làm chiên. Nhưng mà làm ăn liền mình vẫn để nửa một tiếng đồng hồ để cho cái bột này nó nở ra một chút. Nếu ai để lâu hơn nữa thì cũng được, hoặc là muốn ăn gấp thì nửa tiếng cũng được. 4 muỗng. Còn muốn ăn liền nữa cũng được luôn. Khi nào mà quý vị mở ra thấy cái bột nó dính, nó mịn màng á,
quan trọng. Cái trứng gà nếu mà loại lớn á, loại lớn cho một trứng, còn mà loại nhỏ nhỏ gì hai trứng, nếu khoảng chừng 25-30 cánh gà mà thợi thái xong thì hai trứng. Thôi để thử một trứng rồi sao ta. Đó giờ nhắm chừng làm không à, không có cân đo đường gì hết, cho nên mà không có cái công thức hẳn hồi. Thôi một trứng được rồi, quý vị. Một trứng ok rồi. Hai nó nhiều trứng quá. Để đây một chút cho bột nó nở nè. Ai muốn ăn bột gì hơn thì cho thêm bột. Muốn mỏng mỏng cái da dính ra bên ngoài cánh gà thôi thì khoảng nhiêu đây, hoặc là ít hơn cũng được. Ok, bây giờ so far so good. Yeah. Chiếc này không có đổ nước nữa. Đây là để đây. Mà hồi tiếng sau trở lại 7 giờ rưỡi. Thôi chắc bữa nay nửa tiếng thôi. Tiếng lâu quá. Đây lại đến đây. Một chút chiên ăn. Mình dùng cái dầu á, chiên á, mình dùng dầu phạo phạm. Dầu nóng quá. Thank you.
cho đều, lâu lâu đảo cho đều. Dàn chút nữa cho dán ra hồi muốn chiên lại lần hai chiên, muốn ăn vàng hơn thì chiên lại lần hai. Yeah.